Chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị và các bạn đã trở lại với Cadence Channel. Cảm ơn quý vị luôn chọn Cadence Channel để nghe những tin tức mới nhất của ngày hôm nay là ngày 28 tháng 9 năm 2020. Sau đây là bản tin tối của ngày hôm nay. Một người phụ nữ đã bị bắt sau khi đã dùng xe của mình để lao vào một nhóm người đang ủng hộ Tổng thống Trump. Và cô này có tên là Tatiana Tia Rita Turner, 40 tuổi, đến từ thành phố Long Beach thuộc tiểu bang California. Người này chuyên môn đứng ra để tổ chức những cái cuộc bạo loạn của nhóm BLM và là một trong những kẻ lãnh đạo chuyên chống đối với cảnh sát Mỹ. Sau khi tên này đã lao vào một nhóm người đang ủng hộ Tổng thống Trump và làm cho ít nhất là hai người bị thương nặng, thì tên này đã bị cảnh sát bắt với cái tội danh là cố ý muốn giết người và tấn công bằng vũ khí giết người. Sự việc bắt đầu xảy ra vào ngày thứ Bảy vừa qua, là ngày 26 tháng 9 năm 2020. Khi Turner đã dùng xe của mình để lao vào 250 người đang biểu tình ủng hộ cho Tổng thống Trump ở thành phố có tên là Yorba Linda, cách Los Angeles 30 dặm về phía đông nam. Vì cái tội ác của người này cho nên tiền chuộc lên đến $1,000,000. Cơ hội mà tên này được thả ra rất là thấp. Theo tờ báo Daily Mail thì tên này cũng là lãnh đạo của một nhóm có tên là Caravan for Justice. Hắn đã tạo ra một cái tài khoản GoFundMe để quyên góp tiền cho BLM và cho những hoạt động của nhóm. Theo lời nói của cảnh sát thì có một cái xe hơi màu trắng hiệu Nissan Versa đã lao vào một nhóm người ủng hộ Tổng thống Trump, làm ít nhất là hai người bị thương rồi bỏ chạy. Sau đó thì những người ủng hộ Tổng thống Trump đã đuổi theo chiếc xe này và chọi cờ vào cái xe này. Và giây sau đó thì cảnh sát đã bắt được cái tên đang lái xe Nissan Versa này và đã cho hắn vào tù. Hai người đã bị thương, một người đàn ông và một người phụ nữ đã bị trọng thương và được đưa vào bệnh viện. Theo lời nói của cảnh sát quận Cam thì cô Turner có nhiều lối thoát nhưng cố tình lao vào những người này. Và cô ta có quyền ở trong xe và không di chuyển và cũng có thể rời khỏi cái khu vực này vào một thời điểm khác, chứ không nhất thiết phải vào thời điểm mà có nhiều người đang đứng ở cái khu vực này. Nhưng cô Turner cố tình chọn lối thoát này để lao vào những người đang ủng hộ Tổng thống Trump. Hiện giờ thì cảnh sát vẫn đang điều tra sự việc và cô ta sẽ phải ra tòa vào ngày mai, là ngày 29 tháng 9 năm 2020. Chào các bạn. Thì đã có hơn 10 người bị bắt giữ vì đã có những hành vi chống phá và cản trở người thực thi pháp luật trong một cuộc biểu tình bạo loạn diễn ra vào hôm thứ Bảy ở Portland, tiểu bang Oregon. Thì vào cuối ngày thứ Bảy 26 tháng 9, thì cảnh sát ở Portland đã bắt giữ được hơn 10 người tham gia biểu tình bạo loạn ở thành phố Portland thuộc tiểu bang Oregon. Bất chấp luật pháp thì những người này đã dùng đủ mọi hình thức như là ném lon, ném chai và ném rất là nhiều những cái đồ vật khác vào cảnh sát. Thì ở thành phố Portland này là đã có những cái cuộc biểu tình bạo loạn, phá hoại và bạo lực hàng ngày và hàng đêm trên 4 tháng nay rồi. Và những cái cuộc biểu tình bạo loạn này dần dần nó trở nên mất kiểm soát và đám đông cũng trở nên là chống đối cảnh sát ra mặt luôn. Họ sẵn sàng để mà sử dụng bạo lực để mà ngăn cản những người cảnh sát thực thi nhiệm vụ của họ. Và trong một video được đăng tải trên mạng xã hội thì chúng tôi thấy thậm chí còn có người đốt luôn cả cờ Mỹ. Đó, rồi có người thì bị bắt vào trong xe cảnh sát rồi còn cố gắng trốn khỏi xe cảnh sát nữa. Thì cái tình trạng bạo loạn và mất kiểm soát này bắt đầu từ giữa trưa hôm thứ Bảy với một cái sự kiện được lên kế hoạch bởi một cái tổ chức cực hữu có tên là Proud Boys, với hàng trăm người làm loạn ở trong cái khu vực trung tâm của thành phố Portland. Và một ngày trước đó thì thống đốc của tiểu bang Oregon là Kate Brown đã cảnh báo bất kỳ ai mà tham dự cái sự kiện mà được tổ chức bởi Proud the Boys thì sẽ phải chịu trách nhiệm. Và đã có khoảng hơn 50 cảnh sát đã được huy động để mà đối phó với những cái rắc rối từ Proud Boys. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì một bé trai 6 tuổi đã chết tại bệnh viện Texas Children's Hospital ở Houston. Bởi vì đã nhiễm một cái vi sinh vật có tên là Neisseria fowleri chuyên ăn não. Thì ngày hôm qua chúng tôi cũng đã chia sẻ đó là thuộc tiểu bang Texas đó các bạn. Thì có một cái nguồn nước bị nhiễm cái loại vi khuẩn này. Và giới chức ở tiểu bang này cũng đã cảnh báo những người mà sống gần cái khu vực có cái nguồn nước này thì không nên sử dụng nguồn nước này mà chỉ sử dụng về cái vấn đề vệ sinh thôi, tức là như là làm sạch bồn cầu, bởi vì cái nguy cơ tử vong nếu mà để cái vi sinh vật này nó xâm nhập vào cơ thể. Thì hôm thứ Bảy ngày 26 tháng 9 là giới chức địa phương cũng đã đính chính cái thông tin và thông báo rằng chỉ có Lake Jackson là khu vực bị ảnh hưởng thôi.
Đó, vì cái sinh vật có tên là Neisseria fowleri, nó có thể xâm nhập vào cơ thể của con người thông qua một cái đường gọi là đường mũi. Sau đó nó sẽ di chuyển từ mũi đi lên não và nó phá hủy các tế bào não. Nó gây ra những cái triệu chứng như là sốt, động kinh, mất khứu giác, thậm chí là có thể khiến người nhiễm bị tử vong nếu mà sức đề kháng yếu. Thì theo điều tra ban đầu thì cậu bé có thể đã bị nhiễm vi khuẩn này khi mà chơi đùa tại cái khu vực vòi nước của gia đình hoặc là các cái đài phun nước. Hiện tại thì chính quyền Lake Jackson cũng đã ngừng xả nước tại các cái đài phun nước sau khi mà xét nghiệm nước thu được từ vòi nước cứu hỏa ở trung tâm thành phố. Thì đài phun nước và vòi nước ở gia đình cậu bé kết quả là dương tính sơ bộ với vi sinh vật có tên là Neisseria fowleri. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì ở Mỹ đã bùng nổ nhiều cái căn bếp gọi là căn bếp ma, bếp tối, bởi vì bị ảnh hưởng bởi đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Thì trong một cái báo cáo gần đây đó là Hiệp hội các nhà hàng ở New York cho rằng là có gần 2/3 số nhà hàng ở thành phố này đã có khả năng là họ sẽ phải đóng cửa vào cuối năm nay mà không nhận được bất kỳ hình thức hỗ trợ tài chính nào cả. Thì cũng theo báo cáo vào ngày 4 tháng 9 của Cục Thống kê Lao động Mỹ thì số lao động làm việc tại các nhà hàng và các cơ sở dịch vụ ăn uống đã giảm còn khoảng 2,5 triệu người kể từ tháng 2. Và sẽ có khoảng 20-25% các nhà hàng thuộc tư nhân sẽ không thể mở cửa trở lại. Thì lý do cũng giải thích cũng rất là đơn giản thôi, bởi vì trong cái mùa đại dịch này thì bắt buộc phải cách ly, mà cách ly thì cái số lượng khách đi vào trong nhà hàng đó chỉ được giới hạn thôi. Chẳng hạn như trước kia 100 khách được vào trong nhà hàng để ngồi ăn thì bây giờ chỉ còn 50 khách thôi, bởi vì họ bắt buộc phải cách ly tới 6 feet lận. Cho nên là cái số thực khách mà bị giảm như vậy thì nhà hàng không tài nào có đủ khả năng để mà kiếm được đủ tiền mà chi phí cho các cái dịch vụ đó. Cho nên là họ bắt buộc phải sa thải công nhân. Khi mà sa thải công nhân như vậy á, thì đương nhiên là cái hình thức phục vụ nó cũng không có thể nào có chất lượng như trước được. Chính vì vậy mà hầu hết những cái doanh nghiệp, những cái dịch vụ ăn uống khác thì đều là bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Và việc mà hạn chế cái lượng khách đi vào trong nhà hàng đã khiến cho những cái doanh số bán hàng giảm mạnh trong tháng 3 và tháng 4 cũng như là tháng 5. Thì tất cả những cái nhân viên làm việc trong những cái chuỗi nhà hàng mà chuyên môn bán về đồ nướng này hoặc là bán những cái thức ăn nhanh á, thì tất cả những cái nhân viên của những cái chuỗi nhà hàng này á, thậm chí là đều bị ảnh hưởng rất là nặng nề khi mà doanh thu của họ tính đến cái thời điểm hiện tại thì chỉ mới đạt được một nửa của cái số tiền mà họ dự kiến là 6 triệu đô la thôi. Cho nên tất cả những cái điều đó đã dẫn đến cái việc là những chủ doanh nghiệp nhỏ này đó, họ có ý tưởng là thành lập những cái bếp gọi là bếp ma hay là bếp tối đó, tức là những cái căn bếp này là những căn bếp mà không có phòng ăn, tất cả đều được thiết kế ưu tiên cho cái việc mà giao hàng thôi. Thì khi mà họ mà không có cần phải có phòng ăn thì không cần phải tiếp khách vào trong nhà hàng, cho nên cũng không cần phải cách ly. Họ chỉ có đặt hàng ở trên online thôi, rồi những người này tự nấu và sẽ mang giao hàng đến tận nơi cho những người đặt hàng thôi. Thì nếu mà kinh doanh theo cái hình thức bếp ma, bếp tối này đó, thì những cái chủ doanh nghiệp mà chuyên môn kinh doanh về ăn uống đó, họ đã sẽ đỡ tốn tiền để mà thuê mặt bằng, bởi vì họ chỉ cần có một cái không gian nhỏ nhỏ trong nhà của họ, họ nấu rồi họ cho địa chỉ, người nào đặt hàng thì gọi phone đến rồi họ giao hàng thế thôi. Còn nếu mà như kinh doanh mà như trước á thì phải mướn mặt bằng, thuê mặt bằng thì phải trả một cái số tiền rất là lớn, tiền thuê mặt bằng rất là nhiều, thì họ không có đủ tiền để mà họ kinh doanh để mà trả thuê mặt bằng giống như là trước được nữa. Đồng thời khi mà kinh doanh theo cái kiểu bếp ma bếp tối thì họ có thể làm ăn theo cái phong cách là gia đình làm thôi, thì họ làm đến đâu thì họ đi giao hàng đến đó, họ không cần phải thuê mướn những cái người mà waiter hay waitress để mà phục vụ khách hàng, họ cũng không phải trả tiền điện, tiền nước và tất cả những cái tiền phụ kiện linh tinh ở trong nhà hàng đó. Cho nên là họ tiết kiệm được cái chi phí rất là cao, và nhờ thế mà họ mới có thể sống sót được. Chứ nếu mà kinh doanh như trước á thì họ không tài nào có đủ chi phí để mà trả cho tất cả những cái dịch vụ trong cái thời buổi mà đại dịch này. Thì có nhiều tên gọi khác nhau, nhưng mà bếp ma, bếp tối hay là nhà hàng ảo hoặc là bếp đám mây thì đều là ám chỉ chung về cái con đường mà làm ăn duy nhất của các nhà hàng trong thời đại hiện nay.
Thì tất cả những cái chủ nhà hàng phải thay đổi cái mô hình kinh doanh của mình theo cái hướng công nghệ hơn để mà đáp ứng được cái nhu cầu đặt thức ăn trực tuyến hàng ngày. Mỗi một ngày thì nó càng tăng, với cái hy vọng là không phải đối mặt với cái nguy cơ là phá sản. Và nếu mà họ không có theo kinh doanh theo cái kiểu bếp ma bếp tối này thì chắc chắn là họ có nguy cơ bị phá sản, bị đóng cửa, vì họ không có đủ tài chính, không có đủ doanh thu để mà tiếp tục cái lối làm ăn giống như trước. Thì đôi khi thì những cái căn bếp ma bếp tối này nó cũng là một cái cách thử nghiệm của những người mà có ý định mở nhà hàng trong tương lai, hoặc là một cái thương hiệu nhỏ của một nhà hàng truyền thống nào đó. Thì chẳng hạn như nhân viên bếp của cửa hàng bánh mì Granite City đó, thì ngoài việc bán những chiếc bánh mì của mình đã bắt đầu chế biến luôn cả món thịt nướng cho Famous Dave. Hoặc là như chính Famous Dave cũng đang gia công món gà cho Hayward's Hand House. Những cái đơn đặt hàng thì sẽ được giao bởi DoorDash và Google. Thì không còn những cái nhà hàng truyền thống nữa, thì giờ đây chỉ còn là ý tưởng về một cái căn bếp chung tạo ra thức ăn cho nhiều nhà hàng, và tất cả đều được hướng về một cái mục đích duy nhất là phục vụ nhu cầu đặt thức ăn trực tuyến đang tăng nhanh của những thực khách Mỹ. Cái việc mà đưa thêm khái niệm bếp ma vào mô hình kinh doanh thì đòi hỏi một chút trang thiết bị và chỉ cần một số đào tạo bổ sung thôi. Thì ông Jeff Crivello là giám đốc điều hành của chuỗi BBQ Holding ước tính là đầu tư khoảng $50,000 cho mỗi cửa hàng để mà bắt đầu hoạt động. Nhưng mà cái khoản lợi nhuận này mang lại rất là tiềm năng, vì không phải thuê mặt bằng cũng như là tiết kiệm chi phí điện nước hay là nhân viên, thì đồng nghĩa là mỗi một cái căn bếp ma này nó sẽ tạo ra nhiều doanh thu hơn, từ $6,000 đến $12,000 cho mỗi tuần, và lợi nhuận cũng sẽ được cao hơn so với cái việc kinh doanh phục vụ tại chỗ. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì thuộc tiểu bang Texas, những người biểu tình mang theo mền và gối nằm trên đường phố Houston và đòi công lý cho Breonna Taylor. Bởi vì những người này là họ bất bình với phán quyết của đại bồi thẩm đoàn trong cái vụ việc là Breonna Taylor. Những người dân ở Houston thuộc tiểu bang Texas đã xuống đường để đòi lại công lý cho cô này. Thì hôm Chủ nhật ngày 27 tháng 9, những người biểu tình đã xuống đường phố Houston thuộc tiểu bang Texas để đòi lại công lý cho Breonna Taylor, là người phụ nữ da màu đã bị cảnh sát bắn tại căn hộ của cô ở Louisville thuộc tiểu bang Kentucky. Những người mà đi biểu tình này thì họ cho hay là quyết định đã được đưa ra bởi giới chức của thành phố Louisville thuộc tiểu bang Kentucky vào tuần trước, giống như một cái tát vào mặt cộng đồng người da đen. Một đoàn đại bồi thẩm đoàn lớn đã quyết định truy tố 3 sĩ quan với tội danh liên quan trực tiếp đến cái chết của Taylor. Thì cái câu chuyện xảy ra là vào tháng 3 đó, thì cảnh sát ở Louisville đã ập vào nhà của Taylor với cái mục đích là điều tra ma túy, bởi vì họ tình nghi là cái nhà này có chứa ma túy. Thì khi mà cảnh sát đi vào á, thì bạn trai của Taylor đã bắn vào một viên cảnh sát bị thương, do đó cảnh sát đã phải bắn lại để tự vệ. Thì những người mà bị thiệt mạng trong căn nhà này là Taylor, khi mà cô đã trúng đạn từ cảnh sát lúc mà cô đang ngủ. Thì cảnh sát đã không tìm thấy ma túy trong căn nhà của họ. Để thể hiện cái sự thương tiếc với Taylor thì người dân Houston đã mang theo gối và mền và nằm trên nền đất, giống như là họ mô tả lại những cái giây phút cuối cùng của cô trước khi mà cô bị chết. Những người tham gia họ biểu tình thì họ nói rằng họ đều nhìn thấy bản thân hay là nghĩ về người mà họ yêu thương ở Taylor. Họ nói rằng đó là cái nỗi sợ hãi mà chỉ phụ nữ da đen mới hiểu được, và tin rằng sẽ không có gì thay đổi cho đến khi mọi người đều hiểu. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì một người đã vi phạm cái lệnh cấm tụ tập tại tiểu bang Maryland, có tên là Sean Maxwell Meyer, 42 tuổi, đã bị phạt 1 năm tù vì tổ chức 2 bữa tiệc lớn. Meyer là bị kết án hôm 25 tháng 9 với 2 tội danh là không tuân thủ lệnh khẩn cấp và sẽ lãnh án 1 năm tù tại nhà tù Hatchard, theo văn phòng tư pháp địa phương. Anh này đã bị bắt sau khi mà tổ chức những cái bữa tiệc hồi cuối tháng 3 vi phạm quy định cấm tụ tập trên 10 người nhằm ngăn chặn dịch viêm phổi Vũ Hán lây lan ở tiểu bang Maryland. Khi mà bị lực lượng hành pháp trấn áp tại nhà ở Hugerville hôm 22 tháng 3 thì Meyer ban đầu tranh cãi nhưng sau đó là đồng ý giải tán cái cuộc tụ tập này với khoảng 50 người. Tuy nhiên chỉ 5 ngày sau đó thì anh này lại tổ chức bữa tiệc thứ hai với hơn 50 người tham dự và từ chối giải tán. Các giới chức đã yêu cầu Meyer phải giải tán bữa tiệc, nhưng anh ta tranh cãi rằng mình và các khách mời có quyền tụ họp.
Thông cáo của văn phòng tư pháp cho hay, ngoài việc gây tranh cãi thì Myers còn chỉ đạo khách của mình ở lại, bất chấp lệnh của thống đốc Hogan và mệnh lệnh giải tán bữa tiệc của các nhân viên cảnh sát. Myers bị bắt sau khi không hợp tác với giới chức. Thẩm phán của tòa án quận West Louis, Hennessy, cũng kết án Myers 3 năm quản chế không giám sát sau khi được thả và yêu cầu anh ta phải nộp phạt $5,000. Tiểu bang Maryland hiện ghi nhận gần 123.000 ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán, trong đó đã có hơn 3.900 người tử vong. Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, thì toàn nước Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, báo cáo hơn 7,3 triệu ca nhiễm với hơn 200.000 người đã chết. Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ, viết tắt là CDC, kêu gọi người dân ở nhà vào dịp Halloween và tổ chức các bữa tiệc bằng hình thức trực tuyến. Nhiều hoạt động Halloween truyền thống có thể có nguy cơ lây lan virus cao. CDC đã viết, khuyến cáo không nên tổ chức các bữa tiệc hóa trang đông người trong nhà hoặc là cho trẻ em đi xin kẹo. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì cựu danh thủ bóng bầu dục có tên là Joe Montana và vợ của ông ta đã kịp thời lấy lại được đứa cháu gái 9 tháng tuổi tại nhà riêng ở Los Angeles khi mà đã bị cái kẻ bắt cóc này xâm nhập vào trong nhà. Thì Montana, 64 tuổi, là huyền thoại bóng bầu dục của người Mỹ, cho biết là cháu nội đang nằm ngủ chơi ở trong cái nôi tại nhà riêng của ông ở thành phố Malibu, phía tây của Los Angeles, tiểu bang California. Hôm 26 tháng 9 thì đã bị một phụ nữ trẻ lạ mặt đột nhập vào nhà và bế cháu bé đi. Ông và vợ của ông phát hiện kịp thời và tìm cách ngăn cản kẻ bắt cóc. Ban đầu thì họ tìm cách làm dịu tình hình và thuyết phục người phụ nữ trả lại cháu bé 9 tháng tuổi. Hai bên sau đó thì giằng co. Và cuối cùng thì bà Jennifer là vợ của ông đã đạt được cháu từ tay của người phụ nữ. Cô ta lập tức bỏ trốn khi mà Montana gọi báo cảnh sát. Cảnh sát hạt Los Angeles cho biết là đã bắt được cái kẻ tình nghi này có tên là Sosai Del Gil. Người này sẽ bị truy tố tội bắt cóc và tội trộm cắp. Và nhà chức trách không tiết lộ thêm thông tin, cho biết là cuộc điều tra đang diễn ra. Thì cái vụ việc này xảy ra thì không ai bị thương, kể cả cháu bé. Và Montana đã cảm ơn mọi người đã quan tâm trong một bài đăng trên một Twitter. Ông nói là tình huống đó thật là đáng sợ, nhưng ơn trời là không ai bị thương. Chúng tôi hy vọng mọi người sẽ tôn trọng quyền riêng tư của gia đình vào lúc này, ông viết như vậy. Montana đã nghỉ hưu sau mùa giải năm 1994. Ông chơi bóng bầu dục 15 năm và từng giành 4 giải Super Bowl khi gắn bó suốt 13 năm với đội San Francisco 49. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì Đảng Dân Chủ đang lo lắng bởi vì Joe Biden thì đã không có vận động tranh cử một cách khí thế, trong khi đó Tổng thống Trump thì hừng hực khí thế. Chỉ còn hơn một tháng nữa là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã bắt đầu và tỷ lệ ủng hộ Đảng Cộng Hòa đang từng bước gia tăng bởi những chiến thuật và những cái đòn mang tính quyết định của Tổng thống Trump. Mới đây thì Tổng thống Trump công bố các quyết sách về chăm sóc sức khỏe hướng đến số đông, thực hiện lời hứa khi mà mới bắt đầu nhiệm kỳ, đó là buộc giảm giá bán thuốc và chữa bệnh, và công bố một kế hoạch đi vận động ở nhiều điểm vào những ngày cuối tuần này cùng với Phó Tổng thống Mike Pence. Tổng thống Donald Trump đang tràn đầy năng lượng vận động tranh cử bằng cả nhiệt huyết trong những ngày cận kề bầu cử. Tổng thống Donald Trump đã thực hiện đến 24 chuyến đi đến 17 tiểu bang khác nhau khắp nước Mỹ. Chỉ riêng ngày 25 tháng 9 thì Tổng thống Trump đã đi vận động được 3 tiểu bang Florida, Georgia và Virginia. Nhưng trái lại, với lý do là phải cách ly vì đại dịch, ứng cử viên Joe Biden đã 22 ngày không xuất hiện nơi công cộng kể từ ngày 11 tháng 8, khi ông lựa chọn nữ thượng nghị sĩ Kamala Harris của tiểu bang California đứng cùng liên danh, thì ông Joe Biden chỉ tổ chức các cuộc quyên góp quỹ tranh cử theo hình thức trực tuyến hoặc là vận động trong khoảng từ nhà ở tiểu bang Delaware đi đến nhà thờ. Ứng cử viên Joe Biden chỉ rời tiểu bang Delaware khoảng 12 lần, trong đó đã bao gồm lần đến Washington để tham dự buổi tưởng niệm nữ thẩm phán quá cố Ruth Bader Ginsburg ngày 25 tháng 9. Những thành viên của Đảng Dân Chủ nói rằng việc ông không sôi nổi vận động tranh cử là một chiến thuật. Hơn nữa, không vận động tranh cử ở nơi công cộng
ở nơi cộng đồng là vì muốn tôn trọng các chỉ thị về cách ly xã hội, bảo vệ sức khỏe của cộng đồng và tránh tụ tập đám đông để mà tránh lây nhiễm dịch viêm phổi Vũ Hán. Các trợ thủ của ông Joe Biden thì nói rằng hầu hết các chuyến đi của ông đều có chuẩn mực, chẳng hạn như là bài phát biểu đã ghi âm sẵn và quy tụ dưới 25 người, kể cả nói chuyện với truyền thông, cũng thực hiện theo một cái nhóm rất là nhỏ, thỉnh thoảng mới có chuyến dừng chân trong một doanh nghiệp địa phương. Bình luận về chiến thuật có chủ đích nói trên thì Chủ tịch Đảng Dân Chủ thuộc tiểu bang Texas tên là Gilberto Hinojosa cho rằng cách mà họ lý giải là để lấp đầy dư luận, là một cách lý giải đối phó, bởi ông Joe Biden cũng có đi nhưng chỉ tập trung nhiều nhất ở Wisconsin, Michigan và Pennsylvania, trong khi những nơi ông cần đến phải là Texas và Arizona. Các chính trị gia dân chủ còn mong muốn ứng cử viên Joe Biden phải mở rộng chủ đề hơn nữa, thay vì chỉ nhằm vào cách Mỹ ứng phó với đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Vấn đề được cho là điểm yếu của Tổng thống Donald Trump. Hiện nay thì uy tín của Tổng thống Trump có vẻ đang tăng điểm trở lại sau một thời gian đối phó với đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Mặc dù nền kinh tế bị suy thoái, nhưng Tổng thống Trump vẫn giành được sự ủng hộ lớn hơn so với Joe Biden về việc xử lý nền kinh tế. Theo khảo sát của đài CBS News và YouGov, trong tháng này thì tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump đối với vấn đề kinh tế là 45% và ông Joe Biden vẫn đang bám sát với tỷ lệ là 44%. Và đó là những tin tức mới nhất của ngày hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn. Mong quý vị và các bạn nhấn nút like để video này được phổ biến nhiều hơn trên YouTube. Cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.